Ngày 17 tháng 1 này, tại sân khấu Lan Anh sẽ là nơi tôn vinh các ca khúc hot nhất của năm 2014. Hãy cùng Hương Giang đến tham dự lễ trao giải Yan Vietpop 20 lúc 20 giờ. Và đừng quên chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp tại trang web www.yan.vn.